Hôm nay em có xin nhập về chào mừng chú anh chị về trở lại xong cho em có tặng cho nó khỏe nè. Hôm nay em có giờ xin chú anh chị với đam mê chuyện cảnh là cho em thì em có lòng để em sáng ra hết năm có con thôi nè, chứ em không có đẩy nhiều cho một lần nè, tại vì cái diện tích lòng nó như vậy thì mình không có đẩy nhiều được. Tăng đây em về là được ít khi bảo như là khi mới bên Đắk Lắk mới về, khi mới về cũng còn chưa có sạch sẽ mấy, còn phải dơ. Đây là mấy cái nhầm này, đây thì cũng mới về, nhầm này là em bán 3 triệu con. Em không có cầm được nha, tại vì YouTube không có cầm nha. Bên nhà hàng người ta không có cho mình cầm, mình chỉ quay thôi chứ không có được cầm trên tay, cho nên bây giờ không được cầm. Mình cho là mình không có cầm. Con nhập cũng 3 triệu, con nó một thẻ hết rồi nha. Ở đây thì là em được 6 con 8 con rồi. Dạng lắm, cái con này dạng dữ lắm à, nuôi không có sợ nó tung nó nhảy gì hết. Con nào cũng đẹp, dáng bự ghê, cái con này cũng còn tơ chưa có già như cô chú anh chị, con này còn tơ lắm. Dạng luôn, em đứng kế bên vậy em không có phóng máy ra nó kéo dạng. Em bán 3 triệu con nào cũng vậy, con nào cũng 3 triệu hết. Dưới em treo 4 con, ở trên em treo 4 con, tổng cộng nó 8 con. Đây thì em có mấy con chích chè, chích chè em cũng không có cầm tay được, không dám cầm nha, là để em lòng mà quay thôi. Chú anh chị thích đó thì có đam mê chim cảnh thì gọi cho em nha, 0354178629 nha, còn không đến số 88A nha, đường Lê Văn Khương nha, đó là chim ở ngoài này rồi, chim của nhà. Đó, bây giờ là chỉ để quay lòng thôi, nó chích chè trống chè mái gì đó, mua một con cũng có, mua một cặp cũng có, mua một cặp mua bi cũng được, rồi nuôi một con để mình chơi cũng được. Đây là em để trống máy thì một cặp như vậy em bán 1 triệu, 1 triệu một cặp nha. Thì cô chú anh chị đó thì tới số 88A đường Lê Văn Khương. Đôi từ 22 tới 25, con này là chỉ có 20 thôi, con này chỉ đuôi 18-20 thôi, còn mấy con kinh lòng là đuôi 22, 23, 25 không. Dầu mèo thì em bán với giá 300.000 một con nha, bao trống luôn nha, 300.000 dầu mèo một con, 300.000 bao trống. Cái chè này cặp 1 triệu củ đất đó thì 300.000 con củ đất nha. Củ đất này nó cũng có cường hết rồi, chim cũng được một mùa cường hết rồi, tơ thì không phải tơ mà chưa có già, chim cu mình nuôi thì già tốt lên được nhiều, nhiều gái ruồi nhiều nha, 300.000 con nha. Thì em quay cho cô chú anh chị coi chứ còn mà em không có cầm trên tay được nha, thì không có được cầm. Video của em tới đây xin kết thúc, cô chú anh chị nha, thương hỏi của em là 0354178629 nha, số 88A đường Lê Văn Khương nha. Em xin chào ạ.